nhiều cái cùi mía nó gọt lại cho nên nó rất là má mía. này hồi đó mày mua nhiêu? Nhớ làm trời, hôm qua mua gì tôi còn quên, nhớ chi cái đó cho nó mệt não nha. Tôi mà mua cái gì là được, bây giờ hỏi tôi mới nhớ giá bao nhiêu đâu, mới đi chợ xong mua gọt về hỏi cái này nhiêu không nhớ, thì mình mua hỏi nhớ làm chi. Con biết cái cảm giác này tại vì mình không quan trọng điều đó mình cái gì thì mình cái gì đáng nhớ mình nhớ chứ, nhớ hết não mà sao. Trong khi chờ đợi đó có câu hỏi hay có chia sẻ gì không? Sài Gòn dạo này thế nào rồi? Trước khi mình học có quý vị nào đặt câu hỏi gì không? Tuần qua có gì đặc biệt không? Cái câu hỏi gì mở màn á thì đặt câu hỏi đi ha. Trước khi mình học học bài này có xíu à, có xíu này chị nói được khác. Sao alo nghe. Sao em nghe cái âm thanh mình nó nhỏ vậy? Nhỏ hả? À, nhỏ là tại vì nó xa cái mỏ, để đem lên gần cái mỏ nó mới gõ được. Gõ hơn nè. Trời, vậy mà hồi nãy cái lớp kia mấy đứa kia nó nghe mà nó cũng không nói nữa ta, nó chịu đựng không biết có nghe không. Thấy nó có comment là quyết liệt hết trơn nè, chắc nó cũng gắng nghe lắm để tội nghiệp. Không rồi, quý vị có câu hỏi gì không? Từng qua có nghe được cái gì đặc biệt không, học được điều gì đặc biệt không, chia sẻ đi để tôi học ké học lớn với. Đây đây cũng có câu hỏi đây, cái gì đó hỏi thoải mái. Này ba nhân vật chính, một nhân vật phụ, thoát ẩn thoát hiện. Bữa bữa có bữa không, nay là mình nói về cái tự nhận diện và được nhận diện. Tự nhận diện rất là quan trọng, tự mình nhìn mình, nhưng mà được nhận diện thì lớp này là coi như là chắc là không có nhận diện này. À, tại vì đâu có cái sự gần gũi đủ nhiều đó, cho nên rất là khó để mà nhận diện. Vì vậy mà chủ yếu á, là quý vị sẽ tự nhận diện chính mình. Cái điều này là điều mà mình cần phải làm mỗi ngày. À, thì sau một khoảng thời gian rồi đó, thì cũng muốn cập nhật cái tình hình đó là những cái gì mà quý vị đã thay đổi được.
À, tức là điều gì là mới à, trời nó đứng này, tôi đánh cho nó đứng này. Điều gì mới à, nơi tư tưởng của quý vị à, cái đó mình không có cần quan tâm hay là tốt hay không tốt gì cả à. Đấy. Nghe. Nếu mà nó mới về phía em á thì nó không nhiều, theo em thì cái tốc độ của em thì nó không nhiều, Ừ. nhưng mà đại khái là đường em thấy được một cái là ví dụ như có một cái việc gì đó thì em dùng não đi nghĩ nghĩ trước nhiều hơn á, chứ À. bình thường là em cứ thấy là em bực, thấy là em bực á thì nghĩa là cái việc đã xảy ra là bực trước rồi suy nghĩ rồi sai đúng sao á, À. thường thường là sai nhiều hơn tại bực nhanh quá. Nhưng mà dạo gần đây á, thì cũng từ từ nghĩ, ví dụ như người ta hỏi gì đó thì cũng cũng từ từ nghĩ, À. cũng không có gấp gáp để quyết định liền. Ừ. Rồi họ mới thì ở ở nhà nè, ở nhà có nhiều chuyện lắm, ví dụ như đi từ nhà cô xuống nhà ngoại là có nhiều chuyện á, xong rồi rảnh rảnh ngồi nghĩ mà nhiều nhiều quá, nhiều lúc sợ ơn thấy nhiều quá sợ sợ quá là chạy chạy về kiểu là xuống xuống chơi lúc đầu vui vui ngồi đó chơi, rồi lúc là thấy sợ quá chạy về Lấy ít chất liệu chạy chạy về đó suy nghĩ. đó vậy đó, chứ không có dám cầm cự đâu, chứ hồi đó là kiểu như cầm cự rồi bực lợ hay là sao đó, chứ giờ là thấy sợ quá chạy về. Thì đó, cái mình suy nghĩ thêm á, từng cái đề mục của mình mà đem về mình suy nghĩ á, thì nó có ra không, và nó ra tới đâu, và nó có khó khăn gì không vân đó, thì mình nhìn hết tất cả là cái đó. Rồi so với trước đây thì mình có cái điều đó hay không, nếu mình không có nay mình có, thì đó cái đó là một bước tiến của mình. Nhà bước tiến đó không phải nhỏ đâu nha, bước tiến đó là rất là lớn á. Cái bước tiến mà ở trong tư tưởng ấy nó to, nó bự, nó dài dữ lắm so với cái bước tiến ở trong cái hành vi, ở trong cái lời nói. Và mình ghi nhận cái điều đó cho chính mình hoan hỷ về cái điều mà mình đã có làm được đó, và cái sự thay đổi đó của mình. Tại có một điều mà em hay 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 nghĩ là ví dụ như em gặp cái chuyện đó em về em nghĩ, nhưng mà nó không nó chưa ra tới đâu á, À. đúng đúng là mình về mình có nghĩ lại, mình có ngẫm lại là nó diễn ra như thế nào, nhưng mà để mà cái giải là tại sao nó lại diễn ra như vậy hay là nó diễn ra như vậy thì như thế nào tiếp theo á, À. thì nó chưa có đủ để giải giải đáp, tự tự giải đáp cho em, chứ đừng À. đừng đừng nói là đúng hay sai nha, À. chỉ là nó chưa tự giải đáp theo cái thắc mắc của em thôi, còn đúng hay sai là còn cái chuyện xa nữa À. đó, Ok. nên em nói là nó không có tiến nhiều là vậy. À. Tại vì á, nếu mà mình muốn quán xét nó một cách nó sâu sắc và đầy đủ á, nó đòi hỏi mình còn có thêm những cái chất liệu khác nữa để mình so sánh đối chiếu trong cái lúc mà mình quán xét. Và cái chất liệu đó đó mình phải cung cấp vô. Nếu mà cái chất liệu đó mình không có cái nguồn đầu vào đó, thì mình không có cái gì để mình dựa trên đó để mình so sánh. Ví dụ mà mình thấy người ta ăn chuyện vậy, cái đó cái bắt đầu mình mới kéo vô, mình đọ bên tâm lý đi, họ nó đặc trưng gì, mình đọ qua bên triết học nó bị cái gì, mình đọ qua bên giáo dục nó bị cái gì, mình đưa vô siêu lý mình nhìn thấy nó gì, thì mình có rất nhiều công cụ. Từ cái chuyện nhiều công cụ đó đó mình mới sâu xé cái vấn đề mà mình gặp đó ra, thì lúc này mình đi vào trong nó rất 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 là sâu sắc bên trong luôn. À, nhưng mà vấn đề là mình không có nhiều chất liệu đó, cho nên khi mà mình nhìn một vấn đề thì mình sẽ không có công cụ đa chiều để mà mình quán xét nó đầy đủ. Thì khi mà mình nhìn thấy cái điều đó thì mình bổ túc cho mình thêm, rồi bổ túc cho mình thêm, rồi mình đi tìm thêm những cái chất liệu đó để mà mình quán xét, mình suy xét nó đa chiều, nó rộng, nó trên bệnh viện của rất nhiều phân ngành khoa học chứ không phải chỉ một. Ừ. Đó, cái cách đó là cái cách để mình tiếp theo cho giai đoạn kế tiếp nữa. Với lại một cái nữa là hồi đó em hay keo kiểu như là xài tiền rất là kỹ, À. dạng như là
suy nghĩ là mua cái gì hay là sao đó, mình suy nghĩ rất là kỹ là mua có đáng hay không, thì những cái thói quen đó bây giờ vẫn còn. Ví dụ như là mua cái gì đó thì suy nghĩ là mình xài thì trong khoảng thời gian bao lâu, cần thiết hay không, rồi nếu mà không có nó thì có được hay không, thì suy nghĩ rất là kỹ khi mà mua cái gì đó. Mà thời đó còn cái kiểu là xài tiền hơi hơi keo á, kiểu là xài thì cũng nhắn nhắn, mà nay như em tập cái thói quen là em có tiền là em gửi đi chỗ khác á. Tự nhiên cái có tiền là cái việc đầu tiên là phải gửi đi cho cái này rồi cho cái kia hay là sao đó, để em không biết sao nhưng mà em nghĩ là nó có thể giảm bớt cái chuyện là mình chi li quá trong cái chuyện đó. Nhưng mà cái việc thói quen mua đồ mà suy nghĩ gì em vẫn giữ, nhưng mà cái chuyện mà tính toán tiền bạc thì em việc đầu tiên em nhận cái gì đó là em gửi đi trước. Kệ, em không Phòng biết sao nhưng mà phòng em hộ nghĩ cái đó nó tác động tốt với em ha. Ok. Nói thì mình nhìn lại đó, để mà mình thấy nhiều cái sự thay đổi của mình quan trọng lắm nha. Những cái nhỏ nhỏ đó nó quan trọng dữ lắm, nó có động lực cho mình để mình cố gắng mình tiếp tục. Chứ nhiều khi đó mình nhìn lại cái mình một chặng thời gian đó mình cứ quen với mình á, cái mình không có để ý là mình đã thay đổi cái gì, mình có cái gì mới, cái gì tốt, cái gì xịn lên đó, mình không thấy, mình không có phát huy được. Rồi cái mình gặp những cái bất trắc ở trong cuộc sống đó, cái mình nghĩ như là ôi bao nhiêu cái khổ, cái đau, cái buồn, cái giận, cái gì xấu nó đổ mình hết rồi, mình không có gì tốt hết, không có gì vui, không có gì đáng giá thú vị vân. Ê, tiêu cực nó đến bày 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 vậy đó thì không nên. Nên mình cần phải biết rất rõ ràng mình có cái gì, mình đã tiến bộ thế nào, mình có cái gì tốt, mình còn cái gì chưa tốt, còn cái gì cần phải cố gắng thêm. Rõ ràng như vậy mình rất dễ dàng trong cái sự thực hành của mình. Nãy như có Quy nói đúng không? Mời. Thực ra thì em thích cái việc cái mà tính toán cái gì đó trước khi mua cái gì đó thì nó cũng bình thường, nó là không có gì đâu mà duyên lo lắng cái việc đó. Anh là người rất là định kiến á, tại vì là đối với hồi xưa mình có cái định kiến gì giới đó, đàn ông là thế này, phụ nữ là thế này á, thì mình hay được từ nhỏ mình hay có được, sau này mình coi lại mình mới thấy là mình hay được định kiến phụ nữ được nào kiểu đà đầu đàn nhiều cho tới một cái ngày tự nhiên nhìn lại cái sơ đồ của mình á, mình mặc chưa được 5 bộ đồ nữa nhưng mà cái sơ đồ của mình có thể mặc được thì 2 tuần lễ rồi. Cho nên á là sau cái lần đó bắt đầu là quyết tâm là dọn sạch cái nào không cần thiết, dọn 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 đi cho em gửi em làm gì đó xử lý hết, cho tới lúc mà giữ lại những cái gì mình cần thiết tự nhiên mình thấy rất là đơn giản hơn nhiều. Ngày xưa mình thấy cái căn phòng của mình á, mình đã thiết kế rất gọn mà nhìn sao nó cảm giác nó giống bề bộn. Đó là những cái cho nên nó sau này khi mà mua quần áo hay là bất cứ một cái vật dụng gì cũng vậy, giống như Duy nói nè, thì anh rất là đồng ý. Thì cái gì đó nhiều khi á trong lúc mình cảm thấy mình nghĩ rằng cái điều này mình mua thấy là mua được được thì thôi, nhưng mà thực ra nhiều khi mình mua về mà mình không Không biết có sao cần. nói thì nó chiếm không gian, nó chiếm nhiều thứ mình phải hao phí cho nó lắm. Cho nên là sau này là cái việc mà mình sống mà cố gắng mà tập thiểu, giờ có cái chào lưu nó kêu bằng sống tối giản thì cái đó từ đầu tiên nó cực đoan quá. Những người theo chủ nghĩa nó thì thấy nó sao sao á, nhìn căn phòng trống trơn không có gì thấy nó cũng kỳ kỳ, tôi không tin. Hồi đó thì tôi thấy tôi chưa được, nhưng mà ít nhất là mình sẽ xuống tối thiểu rồi chứ tối giản là không Thì cái đó là nếu cần, cần thôi, chứ thật ra nếu mà mình lệ thuộc vào nó quá thì mình đâu có khổ, mình đâu còn khỏe đâu, hạnh phúc nữa đâu, mình khổ trong cái đó của mình á. mình nên chi tiêu trong cái mức mà mình có thể quản lý được là cái việc đầu tiên. Cái thứ hai là mình cần phải xem xét là mình mua nó để sử dụng cho mục đích gì, và cái điều này đúng không, hợp lý không. Cái gì đó thì thấy bình thường nó gì Ok. nó lại tốt chứ, điều đó là cái tốt mình nhỉ. Thì đó là cái mà quý vị khi mà quý vị nhìn lại đó thì mình thấy là có những cái sự thay đổi. Thì những cái thay đổi đó dù là ít, có thể là mình thấy ít
là tại vì mình muốn nó nhiều hơn, hoặc là mình so sánh với những cái sự thay đổi lớn của người khác đó, thì mình chờ đợi cái gì đó nó lớn. À, thì mỗi cái sự lớn đó, đều bắt nguồn từ những điều nhỏ. Không có điều nhỏ thì nó sẽ không có cái sự thay đổi lớn. Và những cái nhỏ như vậy cho đến một cái lúc mà mình nhìn lại mình đó, mình hôm nay hoàn toàn khác cái mình của ngày quá khứ, khác rất là xa. Mình nhìn lại cái mình của quá khứ, cái tự mình buồn cười. À, tự mình mắc cười ngày xưa sao mình vậy vậy vậy, cái ngày kia kia nia cái này. Thì lúc đó là mình thấy mình khác khác bạn hoàn toàn, khác khác dữ lắm luôn. Khơi về cái chuyện mà chi tiêu á À thì đánh nói luôn, ừ tại vì tôi cũng chú trọng là sống sống cái kiểu mà rất là bạc mạng á, đúng không? Trời ơi, cho đến hồi mà tôi là không có cần biết cốc là cần cái đời. kiểu tiết kiệm, hay cái kiểu tiết kiệm tính toán gì, để tôi kể cho ông nghe cái kiểu của tôi là sao nè. Cái hồi lúc mà tôi sống ở trên Sài Gòn này chắc cũng phải mấy năm ta, 9 năm hết á, mà có một cái thời gian mà mới ra trường mà cốc cần tìm việc làm gì luôn, cứ cứ ôm cái mộng là sẽ ở lại trường á, À. rồi xong rồi đi làm đâu 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 có lương gì đâu, Ừ. mà cứ đi làm như vậy đó cũng 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 gần nửa năm trời, là chỉ có tiền vào những cái đợt mà đi giáp thi và những cái đợt đi những cái đề tài ở tỉnh thôi, Ừ. rồi sau đó là những cái khoản tiền đó là phải chi tiêu. Mà tôi còn nhớ như in luôn là cứ chiều chiều là ra mua một cái giỏ cá, mà cá biển hấp á, À. và nó là có 10 ngàn thôi, là hai con là về ta nói chứ ăn từ ngày này qua ngày nọ. Mà cái lúc đó không hề nha, Không thấy không khổ. hề bận lòng suy nghĩ, không hề bận lòng suy nghĩ là vì sao mình phải hy sinh tất cả những cái thứ này để vì cái thứ mà mình cho là mình cần là phải làm đó. Rồi xong sau cái khoảng thời gian đó thì lại chuyển qua cái giai đoạn sau, mà từ lúc mà về từ 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 chỗ ông đó, ông Dũng À. đó, thì đi làm lúc đó mấy năm trời luôn, lương có 2 triệu mấy nè, mà dám sống ở Sài Gòn, dám mướn nhà 1 triệu mấy ở. Tôi nói chứ không biết tôi sống cái kiểu gì luôn á ông nội ơi, mà nó vẫn tiếp tục. Rồi xong rồi ngày hôm qua nè, mới ngồi xem lại hình đó, trời ơi, lương như vậy đó không không có lo con mẹ gì hết, mà suốt ngày thấy hình chụp toàn là đi uống bia. Tôi nói chung ở đó nó ngu mà nó dã man đó luôn. Rồi xong từ cái hồi mà đi dạy ở bên trường bên đây thì lương khá hơn, phòng ốc đồ này nọ cũng 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 sắp xếp đồ cũng cũng đủ hơn. Rồi lại qua một cái kiểu khác là ngứa ngứa lên, thích mua cái gì thì mua đó, kiểu vậy. Rồi xong đây mới gần đây luôn, mới cái đợt đây luôn là mới bắt đầu để dành tiền, là tại vì một trong những cái phương án của mình, nếu như mình không còn làm bên trường nữa thì mình vẫn có một cái số tiền trong cái khoảng thời gian mà mình nghỉ đó để mà mình làm những cái chuyện khác đó, và cũng nghĩ đến cái đến đến một cái hướng là mình có thể mở ra một cái gì đó mình làm ơn, kiểu vậy. Thì tới hồi mà mình để dành hẳn ra một cái cục tiền mỗi tháng, mình thấy còn mình làm được mà. Rồi xong rồi định mức luôn là trong một tháng đó, ra tiền ăn của mình nhiêu mà nó vẫn đầy đủ trong một cái nhà ăn. Cái mình thấy ủa mình làm được mà. Trời ơi, vậy mà cái hồi lúc xưa không hề biết, không hề nghĩ, không hề hề bận lòng lắm luôn. Trời, tôi thấy chứ sống cái kiểu gì mà nó bộ, dã man bộ luôn, mà nó lì nó chứ không nghe ai luôn, không biết con mẹ gì luôn. Trời ơi, trời ơi, thiệt. Với lại, nhiều lúc mình nghĩ lại là mình thấy là mình cũng có phước lắm á. Mình còn sống tới Mà giờ. chắc là, mà chắc là kèm với cái phước đó là chắc là mình cũng lì lắm luôn á, biết bao nhiêu đời biết lì lắm luôn á. Kiểu vậy. Nhìn lại là thấy Rồi liều rồi. gần đây á thì có tham dự một cái tọa đàm, người ta nói về cái chuyện mà học
rồi đi trực tuyến rồi đó. À. Thì ngồi nghe cái anh đó ảnh trình bày cái bài của ảnh, thì ảnh cũng đọc tài liệu, cũng tổng hợp tất cả cái nghiên cứu mới nhất về cái chuyện dạy học ở đại học thế nào, rồi đánh giá học sinh sinh viên sao. Chứ mình ngồi mình nghe mà mình cứ mắc cười ở ở một cái điều là mình chẳng có đọc sách nhiều như ổng, mình cũng không có một cái khả năng tiếng Trung tiếng Pháp được như ổng, nhưng mà những cái mà ổng nói là người ta làm á, tốt nhất mới nhất bây giờ, mình thấy Nó cũng xì. mình làm rồi. Mình thấy là mình được chứng kiến, mình được thụ hưởng ở cái môi trường của trung tâm, là bây giờ mình đang làm cho sinh viên của mình rồi, Mà nó và đọc. cũng chả cần phải hay nhắc, và cũng chả cần phải chứng minh là khoa học nào gì để mình làm mình tin nó hơn á. Kiểu vậy đó. Chẳng hạn như là phải ổng có nhắc đến một cái chuyện là siêu nhận thức á, tức là khi mà mình đánh giá người học á, là mình phải đánh giá và mình phải phải biết được là chính bản thân họ tự đánh giá họ làm sao á. Nó trời, cái này làm hoài luôn, làm cũ rất nù. Nên là mình dạy ở trong trường thì cái lớp nó đông, và sinh viên thì tụi nó cũng không có đi sâu đi xa với mình đến cái mức độ đó, nhưng mà mình vẫn đặt câu hỏi cho tụi nó, là tức là tụi nó vẫn biết cách để tụi nó tự đặt cái câu hỏi là trong một tuần qua, trong một tháng qua, trong một học kỳ qua, tụi nó đã học được cái gì, nó đã cải thiện được những cái gì ra bên này. Thì nó ủa đâu có cần phải có một cái tổng hợp về các cái nghiên cứu cách tính gì thì mới đâu, cái gì cần là phải làm, nó làm trong Thì lúc mình mình làm làm cái thôi. mình cần làm Thì đó. Kiểu vậy đó, mình ngồi mình nhắc mình cứ cười 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 hoài. Trời ơi, nhưng mà đúng thì là cái khoảng thời gian mà em trong cái môi trường nghiên cứu khoa học á, thích thì cũng thích thiệt, thế thì mình cũng cần thiệt, nhưng mà nó không phải là cái e của em, hiểu không? Tức là cái kiểu em là nó mạnh về cái kiểu là mắt thấy tai nghe tôi làm á, tôi mới thấy nó có ích, rồi tôi mới chịu làm đó. Thì tại vì em làm ở trung tâm rồi, em thấy như vậy rồi, em làm như vậy, và có cả những cái thứ mà mình làm không nổi mà mình biết nó tốt nữa, thì khi mà đi ra bên ngoài thì mình mới có một cái niềm, có một cái niềm tin vững chắc để mà mình làm mà. Chứ còn mà nói là đọc tài liệu nghiên cứu, và thậm chí chính mình như nghiên cứu ra luôn, mình cũng chắc cũng chưa có làm đâu. Thì tôi nói thì đâu đó mình vẫn thấy là mình đi theo cái thế mạnh của mình đó, thì nó vẫn là một cái hướng mà nó chắc ăn á, tức là nó thấm lâu á. Nó phù hợp. Ok, đó, cảm ơn My với cái chia sẻ một khoảng thời gian. Thì ít nhất là có những cái điều mới mẻ dám làm so với trước đây mình nghĩ là mình không dám làm, thì bây giờ mình đã làm. Và dù ít dù nhiều nó cũng có thành tựu. Mời tiếp. Một cái phần mà em chi ly tính toán là nhờ My anh, tại vì em bởi trong đầu là lỡ mà mình thực tiền cái là mình không bao giờ mượn My được, thành ra là lúc 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 nào cũng phải có tiền dự trữ để cho My mượn chứ không bao giờ mình dám xài hết, mình xài hết đó là không thể nào mượn có được, thành ra là lúc nào phải dự trữ để tiết kiệm chi ly lắm. Nhờ bên kia bên đây mới có được cái tánh đó. Thì thế khi mình nhìn lại nguyên một cái chặng đường của mình sẽ thấy có rất là nhiều những sự biến đổi, nhiều sự biến đổi như vậy. Còn Quy thì sao? Quy đi Sài Gòn bao nhiêu năm rồi, sao có gì mới mẻ gì không? Đi mới có 2 năm rồi nghe, chứ không biết làm gì mới được. À. Để mà họ đối xử tốt thì mình tốt lại, họ
là cái ý cuối này đó à, đó thì mình coi lại ba thứ lớn của mình đó, điều gì mới trong cái tư tưởng, cái thứ hai là cuộc sống mình nó có an vui không, tức là mình có bằng lòng với cái cuộc sống của mình không, cái đó nó rất quan trọng. Và cái cuối cùng là mình có bị cuốn theo thế thượng không, đây là cái con đường của mình nó có phải là do mình quyết định không, hay cái con đường của mình là do những yếu tố khác nó quyết định. Thì ba cái này là ba cái rất quan trọng, mình cần nhận diện, mình phải phải xem lại. À, có nhiều khi đó mình đi trên cái cuộc đời đời của mình đó mà nó bị nhiều, quá nhiều các tham số phụ khác nó quyết định và cái sự quyết định của mình nó ít quá, rồi cái thái thái độ sống của mình khi mà mình đã quyết định cuộc đời mình nó ít rồi mà cái thái độ sống của mình đó, là vẫn không có cái sự tự chủ tự lập nó đủ lớn thì rất là khó, nó khó để mà mình định hướng cho cuộc đời của mình tự đi được, chắc chắn là nó sẽ bị lệ thuộc thôi. Cái thứ hai là khi mà mình đang sống mình không thấy an vui, mình không thấy an vui vậy thôi, đi tìm cái sự an vui cho mình, mà muốn đi xa mà mình sống không có an vui sao đi xa được, mình muốn đi xa thì trước tiên mình phải an vui đã. Vậy thì cái cách sống hiện tại của mình, cái điều gì mà mình đang làm nó có an vui không, phải tìm cho tới khi nào mình thấy à cái cuộc sống hiện tại của mình nó có an vui, có thể không nhiều nhưng mà ở một mức độ nào đó mình chấp nhận được nó thì mình mới có thể duy trì phát triển thêm những thứ khác. Nếu như cái cuộc sống hiện tại của mình mà nó bất an nhiều quá, nó bất an mà nó mệt mỏi, nó khổ sở, vân vân và mây mây thì lúc này khó lắm, khó để mình đi xa, khó để mình lựa chọn cái con đường của mình. Và dĩ nhiên mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện là mình phải tìm đến cái cuộc sống an vui của mình. Mỗi người sẽ có cái tính cách khác nhau, cái thói quen khác nhau, cho nên cái việc mà xây dựng cái tính cách hay thói quen của mình để mình có sự an vui là tùy mỗi người, miễn sao nó không dựa trên những cái điều bất chánh là được, nó phải là những điều chân chánh. Dĩ nhiên những điều chân chánh này được hiểu trong góc độ của xử lý những cái vấn đề nó rất là sâu ở trong cái nền tảng tinh thần, chứ không phải là chân chánh hay không chân chánh theo quan niệm của pháp luật thì không phải, miễn sao nó như vậy với cái thói quen của mình là được. Còn nếu như mà xịn hơn nữa thì mình quan sát luôn cả về những thói quen đó, những cái chủng tử đó, mình xem xét là những cái thứ đó nó có tính nguy hại gì không ở trong đời này, nó có cái nguy hại gì không ở trong đời sau, hoặc giả là mình xem coi vì sao, vì lý do gì, vì nguyên nhân gì, vì điều kiện gì mà mình thích cái lối sống như vậy, mình có cái tính cách kiểu như vậy, mình thích cái thói quen như vậy, vân vân. À, thì mình quan sát luôn những cái điều đó để mình soi chiếu lại quá khứ của mình, à, thì nó càng tuyệt vời hơn. Là ba cái này ha, là ba cái mà quý vị tự mình ngẫm lại xem về cái phần nhận diện. Đây có nãy giờ nghe có hỏi gì không? Ở bất kỳ cái lứa tuổi nào cũng vậy hết. Nếu như người ta có cái đích đến cuộc đời thì đích đến cuộc đời là quan trọng nhất với người ta. Nếu người ta không có đích đến của cuộc đời thì thói quen là quan trọng nhất đối với người ta. Thói quen trong đó nó có sở thích. Sở thích nó được hình thành là do bởi thói quen thôi. Thì càng lớn lên cái người ta thích làm cái gì mà người ta cho rằng là người ta thích đó, tức là cái thói quen quân tập cho người ta đó. Còn nếu một cái người mà người ta có đích đến cuộc đời á, thì người ta sẵn sàng bỏ thói quen. Thói quen này xấu, tập thói quen khác. Không có thành vấn đề. Đối với cái người mà người ta có đích đến cuộc đời đó, không đoán được. Không đoán được. Ví dụ cái chuyện này khi mà người ta biết rằng nó không ích lợi cho đời, người ta bỏ bụp. Không có khó khăn gì hết. Nhưng mà cái người có cái thói quen á, thì họ không có bỏ thói quen họ được đâu. Cái thói quen của họ là cái mà sẽ cột cổ của họ, và người ta hoàn toàn có thể đoán được, biết được cái người đó như thế nào, đoán được, biết được người đó sẽ giải quyết vấn đề ra sao, đoán được, biết được tương lai vận mệnh của người đó đi theo hướng nào, đi theo thói quen đúng. Còn khi mà người ta đi theo cái đích đến cuộc đời của người ta, cái mục đích cuộc đời đó, như hồi nãy đây về cái làm kế hoạch cuộc đời đó, thì đi theo cái mục đích cuộc đời thì không được đâu. Bất kỳ khi nào mà gì
À vậy hả, lấy đi. À, bất kỳ khi nào mà người ta làm một điều gì mà người ta soi chiếu rồi với mục đích cuộc đời mà người ta thấy chất quốc, ta bỏ. Bỏ một cách không thương tiếc. Có thể những người khác người ta rất thương tiếc, rất tiếc nuối, nhưng với người đó cái này đâu dính đến đích đến đến đời tôi đâu, bỏ, bụp. Yeah. Từ những điều rất nhỏ đến những điều rất lớn, người ta rất dễ dàng chuyện đó, không khó khăn. Nhưng với những cái người mà đi theo thói quen thôi thì không làm được. Họ quen rồi. Cái thói quen là hình thành là do cái thời gian không hả? Thời gian mình tập luyện với nó mà mình quen. Từ cái nết tính cách cho đến những cái hoạt động hàng ngày, mình tập thì mình quen. Cái nết tính cách đó, nó sâu sắc hơn là cái cách mình tác ý trước một vấn đề. Đây là vô sâu rồi ha. Là cái cách mình tác ý trước một vấn đề. Khi mình gặp một vấn đề đó, mình khởi lên đầu tiên đầu mình là cái điều chi. Mình ngồi mình quan sát lại, mình kéo giãn cái lỗ tâm của mình ra để mình coi coi. Trong khi đó mình khởi lên cái gì, từng chập nó làm sao, làm sao, làm sao, làm sao để đưa đến cái gì. Điều chỉnh nó lại. Mà khi mà mình ngồi mình quan sát vậy nghĩa là nó đã rồi rồi. Nó qua rồi. Nhưng hôm nay ta đem cái quá khứ đó ra, ta học lại cái bài học đó. Ta chỉnh lại cho ta. Ngày mai điều đó nó ập tới mặt ta, hầu ta đã có chuẩn bị rồi, ta sẽ phản ứng cách này không phải cách kia. Không ai đoán được cả. Ta ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ không phải hôm qua ta phản ứng vậy, hôm nay ta hồ nó nói vậy ta ta cự lại vậy, không có. Người ta có đến đến cuộc đời mà, chứ không phải đến đến ta là ngồi cự nữ gì đâu. Hiểu không? Ừ. Thì như vậy đó, không ai đoán mình được trơn á, đừng coi thầy bói thì biết gì nữa, ai coi được gì. Nên mình luôn luôn làm cho cuộc đời mình ngày tối ưu đi, ngày càng tốt rồi. Mà cái đó mới là cái thứ cần. Và nếu mà mình ngồi mình suy ngẫm lại, mình thấy đó, mình phải như vậy, mình nên như vậy và mình cần như vậy. Nhưng mình không có làm như vậy thôi. Do đâu? Quen cũ. Mình quen cũ. Vậy thì vấn đề đặt ra mình tập cho mình quen cái mới được không? Được. Được. Mình tập mình quen cái mới rồi, nhưng mà nữa có cái mới khác tốt hơn thì sao? Lại tập cái mới khó tốt hơn. Và cứ liên tục tịnh tiến đi lên như vậy. Con bị cái trường hợp đó thầy, kiểu như là hổng là làm rồi quật quật luôn, cái xong rồi bị quên cái mục đích thăng tiến của mình, phải bỏ quên hổng là bắt đầu nó đi qua thì lại là nó xây cái này tiếp, chốt mình đâu mà xây kia, mà cái kia thành cái này nó Ừ. còn có cái móng không mà chưa có được cái gì hết trơn á. Vậy đó phải phải rất là cẩn thận. Tại vì khi mà mình làm kinh tế đó để nuôi thân đó, mà nó không có dính tới cái đích đến cuộc đời của mình á, mình dễ lắm. Ví dụ như đó, là nó quá khó khăn nè, là mình phải bu vô mình bằng kiệt sức với nó luôn. Hoặc là nó quá thịnh nè, cái mình bu vô mình khai thác. Mình kiếm kiếm tiền, kiếm của dư của để. Đấy, hai trạng thái đó đó làm cho chúng ta quên mất đi cái đích đến của mình. Nó có cái sự hiểm nguy như vậy. Ở đó mà phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Lúc nào cũng phải để ý. Để ý à, mình hoàn toàn có thể thực hành cái sự thăng tiến của mình ngay trong chính môi trường làm việc của mình. Và mình phải biến nó được trở thành môi trường để mình thăng tiến. Chính xác, đầu tiên là mình phải xây dựng trước. Mình phải xây dựng được rồi. Rồi từ từ. Sau đó làm gì? Kiến tạo hệ thống nhân sự. Rất quan trọng luôn. Con có chia sẻ với mẹ con về những cái dự định sắp tới con làm á, mẹ con nói khó lắm. Khó chứ. Tại vì đa phần á, người ta vô làm với mình á, người ta bị tiền. Nếu như mà con muốn xây dựng cái hệ thống như mà những cái gì con nói đó, là nó cần thời gian dữ lắm luôn. Mà cái mục đích của mình hiện tại là mình phải chữa cháy, chứ cái đó là phải thực hiện sau này. Thì dĩ nhiên, nhưng mà cái đó là cái mình nhắm tới. À, tôi có muốn có một cái hệ thống nhân sự làm việc với tôi cũng phải đầu tư thời gian. Chứ đâu phải tự dưng cái bụp cái có được đâu. Để người khác hiểu được là người ta đang làm cái gì đó, nó có ích lợi gì. Thế thì cũng phải cần thời gian chứ. Cái chi cũng vậy hết. Nhưng khi mà mình có một cái ý niệm muốn làm, thời gian không phải là vấn đề. Mà sự kiên nhẫn của mình ấy. Sự kiên nhẫn của mình chiến thắng được hết thời gian.
những cái ý tưởng và nó chạy vù 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 như đó và nó làm rất là thành đạt. Nhưng mà con cũng chưa từng học và con đang bị nghi ngờ liệu những cái mà con tự suy nghĩ ra là nó có nó có chính xác chưa và người ta có làm nó như vậy không. À, đừng đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Thường người ta sẽ bị kẹt vô trong cái chỗ là trời, cái này có sách nào nói không, Đúng rồi, đúng rồi. trời, cái này có ông nào nói không. Ủa tại sao mình không phải là người nói đầu tiên mà phải chờ cái ông nào nói? Tại sao mình không phải là cái người đặt tay viết cuốn sách đầu tiên mà phải chờ cuốn sách nào đó nó viết mình làm theo? Đừng bao giờ hạn hẹp trong cái ý nghĩa của mình như vậy. Điều gì mình thấy chân chánh đúng đắn cần phải làm mình làm, cho dù mình là người duy nhất trên cái thế giới này làm chuyện đó mình vẫn làm, bởi vì điều đó là điều đúng đắn. Chứ không phải là mình hay sợ nọ sợ cái kia rồi coi có ai làm không, nào nào còn cái đó đó mà mình ngày càng thối đọa cái xã hội đi xuống đó, mình căn cứ theo số đông là mình chết, hiểu không? Cái số đông bây giờ nó xàm xí lắm. Mình đi học đại học, mình đi học cao đẳng là thấy ở trong cái môi trường ra học rất nhiều cái xàm xí, thì như vậy mình không thể mình dựa trên đó. Con đường là do mình đi mà thành, và tất cả những cái khoa học ứng dụng hồi nãy giờ mà liệt kê ra thì marketing rồi kinh doanh vân vân vân, nó dựa trên nền tảng ban đầu của nó để nó hình thành lên. Như hình là ban đầu nó là cái gì, là triết học, rồi dựa trên nền tảng triết học đó nó mới hình thành lên. Rồi khi mà trong giao tế này nọ kia thì nó dựa trên nền tảng ban đầu của nó là gì, là tâm học, để mà nó đi ra nó giao tế giao tiếp chứ nền tảng nào. Thì khi mà mình nắm được hai cái yếu tố từ tâm học đến triết học thì mình hoàn toàn có thể chủ động chuyển đổi, chế biến, sáng tạo cho nó có sự phù hợp với thực tiễn, cho nó đạt được cái kết quả chân chánh đúng đắn. Điều đó là điều ta có thể làm được. Chưa từng tiếp xúc với lại người ta thấy hay rồi mình đó thì không ai nói cho mình biết là cái mình đang làm không có ai nhận xét, không ở dưới một người nào nhận xét hết, Tại vì người ta không biết. đưa ra là làm và làm được chứ không phải là làm không được, cho nên là mình cũng có một cái e dè là liệu không biết có làm được không, liệu cái này có áp đặt quá không, liệu cái kia có áp đặt quá không. Thì cái đó là gì? Cái đó là sự suy xét là cần, suy xét là cần. Nhưng mà hoài nghi về điều đúng đắn thì không nên, chỉ vậy thôi. Ok, tiếp tục. Quý vị có những cái câu hỏi hoặc là có những cái chia sẻ gì thì quý vị cứ gửi lên thêm. Rồi cái phần tự nhận diện là xem như đó là ba cái thứ, đó là ba thứ mà quý vị tự làm nha. Sâu đến đâu á là do sự nhìn nhận của mình. Còn giống như hồi nãy tôi nói cái phần mà được nhận diện thì do không có gần quý vị cho nên là rất là khó trong cái việc là nhận diện cho quý vị về cái điểm nọ hay cái điểm kia. À, cái phần này á, là hẹn lại có dịp, có điều kiện gần nhiều hơn thì sẽ cho thêm những cái ý tưởng, cho thêm những cái nhìn nhận giúp quý vị hiểu về chính quý vị nhiều hơn xíu. Giờ thì chưa chưa được. Từng gặp được mấy lần, từng rồi là thấy không có lần nào luôn á. Thì gặp được không nhiều, có 2 tiết 1 tuần hả ông nội ơi, tính ra thời gian coi được nhiêu phần trăm. Đó phải có nhiều nhiều dữ liệu thêm chút nữa thì mới có thể có được, còn nếu bao nhiêu đó không á thì được thì nó được đó nhưng mà nó không có sâu. Rồi chơi chơi thử cạn đòi cạn cũng chịu nữa. Thì mình tự nhận diện cái đó rất là quan trọng. Ví dụ như ở trong môi trường trung tâm cũng vậy,
đâu đâu có ai cho tôi nhận xét đâu, đâu có ai góp ý tôi đâu, có ai phản ánh gì tôi đâu. Vậy thì không lẽ tôi để cho tôi ngu, đúng không? Vậy thì mình phải tự mình làm chứ. Mình tự, nếu mà như vậy có nghĩa là mình bị bất hạnh hơn người khác. Mình bất hạnh hơn người khác. Như vậy mình bất hạnh hơn người khác thì sao? Mình phải gắng phấn đấu gấp đôi gấp ba người khác rồi mình bù lại, hiểu không? Bởi vậy sao lúc nào vô vô học hay sao tôi cũng kêu quý vị đặt câu hỏi hết. Quý vị đặt câu hỏi chi vậy? Lụm mấy câu hỏi quý vị để dành tại chi đó, tại vì tôi đâu, tôi chỉ trả lời không, tôi đâu có được hỏi đâu, tôi đâu có cơ hội được hỏi đâu, tôi chỉ trả lời là lớn phần nhiều thôi. Nên nó đôi khúc mà ngứa nghề quá đó, thế trong bài học cũng tự đặt câu hỏi nữa, đang trả lời, hiểu không? Vậy thì mình thấy mình không có cái điều kiện đó, vậy thì mình phải tạo cho mình những cái điều kiện khác. Và trong cuộc sống của mình, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, mình thử mình suy nghĩ, mình đặt câu hỏi. Thì hoàn cảnh nó bắt buộc thôi. Rồi hoàn cảnh nó bắt buộc thì mình phải phải đi theo vậy thôi, chứ mình muốn khác nữa cũng đâu được đâu. Thì hoàn cảnh nó bắt buộc thì mình làm thôi. Chứ có cái là mình cố gắng á, du đó thì cần phải cố gắng cái gì, nhớ cái mục đích của mình. Lúc cái đó là cái quan trọng nhất. Ai cũng vậy hết, kể cả quý vị đang học online cũng vậy, thì tôi cũng vậy, hay những bạn khác cũng vậy. Cái mục đích của mình là mình phải nhớ. Đáng sợ nhất là mình quên cái mục đích của mình. Mình quên mục đích của mình buông lung đấy, thì xem như là mình sống như cái thây ma thôi, mất hết toàn bộ ý nghĩa rồi. Nó sống làm gì, sống chờ chết thì sống làm gì. Mình nhớ cái mục đích của mình nhớ càng lâu càng bền vững trong mọi trường hợp tình huống càng tốt. Lấy cái đó làm cái phương châm để mình nhớ trong đời sống hàng ngày của mình thực hành, cho dù đó là mình đang làm việc với người khác hay làm việc một mình nhớ cái đó. Nhưng mà nhớ như vậy không phải là cực đoan, hiểu không? Đúng rồi, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, nhiếp phục, tham ưu ở đời. Thì cái điều đó 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 là cái như nói cho nó một màu hồng nó đẹp, nhưng mà cái chuyện mà trong cái đời sống thực tế không phải cái giờ nào mình cũng có, vì không phải giờ nào mình cũng có cho nên giờ nào mình cũng cần phải nhớ, ít nhất là cũng còn cái nhớ trong đầu, chứ không phải là không có làm rồi cũng không có nhớ luôn. Có những cái lúc mình làm mà mình đâu có thực hành pháp học pháp hành gì đâu, mình bỏ luôn mất tiêu hết rồi. Có chứ, có những khoảng thời gian như vậy chứ. Vậy thì có những cái khoảng thời gian như vậy, vậy thì mình trong đầu mình còn nhớ cái đích đến của mình không? Nhớ. Còn nhớ đích đến của mình thì còn quay trở lại được. Còn quên đích đến của mình rồi là mình không có còn được quay về. Chỉ có vậy thôi đó. Mà từ cái đó bắt đầu mình mới đi sâu hơn như quý vị đó là những quý vị nào mà cái công việc nó bộn bề nhiều á, thường cái mọi người sẽ cho một cái lý do là do bởi công việc cho nên tôi không có điều kiện tôi học hành, do bởi công việc cho nên tôi không có điều kiện nên tôi suy ngẫm suy nghĩ. Sẽ không có sự học sự hành sự suy ngẫm suy nghĩ ngay trên chính công việc, không ở đâu xa hết, ngay trên chính công việc của mình suy suy nghĩ suy ngẫm. Vì sao? Vì cớ gì cái điều này nó hiển bày như thế? Muốn giải thích được cái chuyện đó, xài pháp học không chứ xài gì? Toàn xài pháp học không đó, chứ không phải xài cái gì chơi 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 đâu. Mà nếu như đó, mà mình ngồi mình làm như vậy đó, ở đâu mình cũng đang học, ở đâu mình cũng đang hành, và ở đâu mình cũng đang làm mục đích cuộc đời mình hết. Chứ không phải, ôi thầy nghe tôi làm này tôi xếp mục đích cuộc đời tôi để bên nghe, này tôi đang làm khác. Không phải đó, mình phải nhớ. Và cái nhớ đó nó nhớ nằm trong lòng trong dạ mình. Ví dụ làm gì đó giờ nhớ tứ chánh cận,
làm cái chi, nếu mà thiện lành thì làm cho nó hình thành, nó phát triển thêm. Nếu đã có rồi, chưa có làm cho nó có. Cái xấu là sao, chuẩn bị biết thế nào nè, gặp bà nội này mình cũng sẽ nói xàm này. À vậy mình nhớ rồi, gặp bà này mình nói điều ích lợi rồi, không nói xàm nữa. Đấy, mình đưa vô một ít hàng cái ngày mai, cái thêm một ít nữa, ngày mốt mình thêm một ít nữa, từ 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 từ. Mình kiến tạo được một cái môi trường mà trong đó mình thực hành pháp ở trong đó. Còn mình dạy người ta nữa. Mình sẽ có những cái chuyện à, mình thấy cái người này nói hành nói tổ người kia gây ảnh hưởng xấu không tốt. Nên mình nói với họ, mình chia sẻ với họ. Như vậy nó xấu chỗ nào, nó không ích lợi cái gì cho chính họ và cho những người xung quanh họ và cho môi trường của họ. Chia sẻ những cái điều tốt lành mà mình biết, mình học, mình nhân rộng ra. Rồi từ 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 thực hành như thế, thực học như thế thì không bao giờ mình quên cái đích đến của mình được, tại vì mình đang làm nó mỗi ngày. Chỉ sợ là mình làm cái mình tách bạch ra thế này, tôi làm này không dính dáng hết trơn nha, cái tôi lại làm này không rồi quên luôn, cái đó mới là cái đáng sợ. Hiểu không? Ok quý vị đặt thêm câu hỏi đi, quý vị hỏi thêm cái gì đi, chứ nếu mà mình đi qua bài mới rồi cũng được, nhưng mà nó uổng. Đấy, còn cái thời gian đó cái cho mình đặt câu hỏi những cái vấn đề bên ngoài nó nhiều hơn, những cái mà liên quan tới quý vị nhiều hơn. Quý vị nào mà tìm hiểu về Phật học thì khó khăn chỗ nào, khó khăn vấn đề gì, quý vị cứ hỏi lên. Những cái gì mà quý vị còn nghi hoặc chưa được sáng tỏ, hồi cái thời kỳ ban đầu đó mà tôi đi vô Phật học tôi tìm hiểu đó, nghi hoặc nhiều lắm. Tùm lum chỗ hết trơn à, chỗ này mình thấy sao sao chúng không hiểu, chỗ kia thấy kiểu sao cô không hiểu, chỗ khác thấy cũng không hiểu nữa, không hiểu tùm lum chỗ đó nè. Cái mình học mình tích góp từ từ từ, cái mình giải thích được một xíu chỗ này xíu chỗ kia xíu chỗ nào, thì mình biết những quý vị nào ban đầu mới vô đó cũng sẽ gặp khó khăn như mình. Tự đó rất là quan trọng luôn. Mẹ nói là trước khi mẹ mất á là đừng có để ai khóc la xung quanh mẹ, cho mẹ bình yên tĩnh, yên yên tĩnh yên tĩnh một mình, còn con cái nội đó được rồi, đừng có khóc than gì hết trơn á, mẹ bình thường nè, nói sao cho mẹ yên lòng mẹ đi, mẹ tính trơn à, vẽ đường trơn, năm nay muốn làm theo. Đó, cái tiết Bách Thanh Á giờ thứ hai đó, đó là hôm trước đã học rồi hết về phần trợ tử, tức là trong cái lúc này, trong khúc tử và sau lúc tử, rồi chuẩn bị một cách đầy đủ hết. Như vậy á, mới ngồi mới nghĩ nghĩ
Cho nên có những cái mình biết trước, mình phải chuẩn bị trước. Ví dụ như cái chết là cái biết trước này, ai cũng phải chết hết, ai sinh ra rồi là cũng phải chết thôi. À, ông Phật ông còn ngẫm cứu tội không chi là mình. À, vậy thì mình phải chuẩn bị trước chứ trời, rồi phải tính toán hết luôn hả. À, rất nhiều người á, người ta cho rằng là ôi tính trước vậy là xui, nó quở dân các kiểu, người ta sợ chết đấy, mà sợ chết rồi làm như không chết vậy thì cũng chết rồi. À, phải tính chứ, phải tính toán chuẩn bị hết. À, trong khi trước khi chết sao, trong khi chết sao, sau khi chết nữa, phải chuẩn bị hết như vậy. Vậy thì mình ăn ăn lòng lắm, tức là trước cái chết mà không có còn lo lắng sợ hãi buồn khổ gì nữa hết á, chuẩn bị hết rồi buồn khổ lo lắng sợ hãi gì nữa, nào nó tới thì bập 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 như vậy thôi, dễ lắm. Thì từ cái đó bắt đầu mình mới nhân rộng lên, mình khái quát lên trong rất nhiều trường hợp, mọi tình huống. Nếu như mình chuẩn bị sẵn hết rồi mà tình huống nó tới thì sao, xử lý như cũ mình đã chuẩn bị rồi, khỏe. À, còn đỡ hơn cái chuyện là đây mình không có chuẩn bị gì hết, nó tới ập vô mặt cái trong cơn bồng bột đó đó, cái mình làm tầm lào tầm bác xế tầm bậy tầm bạ đó đó, cái nó không có được giống như cái sự ích lợi mà mình hằng mong muốn đó, nên nó khổ sở nữa, triền miên. Cho nên sự học là sự chuẩn bị trước. À, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu là vậy đó, phải chuẩn bị, phải chuẩn bị hết cả mọi thứ. Và việc mà mình học bổ trợ thì để làm cái chi, để chuẩn bị tình huống. Nên học bổ trợ đặt rất nhiều vấn đề, rất nhiều câu hỏi đủ các kiểu hết à, trên đời dưới đất thì đều hết. Và cái đó đi làm gì, để chuẩn bị cho mình hết. Mình có nhiều những cái góc nhìn, nhiều những cái quan niệm, nhiều cách tiếp cận trong một bình diện vấn đề nào đó, chứ không phải chỉ có một hướng đi. Là khi mình gặp vấn đề thiệt, mình có nhiều hướng để mình đi, không phải chỉ một hướng. Nó suy nghĩ đi, hỏi đặt câu hỏi tiếp. Mời. Mời mời. Giờ cái truyền thông nó phổ biến quá, cho nên là cái chuyện nó xảy ra ở đâu đâu trên thế giới, thì ở một chỗ nào đó, ở ngôi sao xích nào thì tự nhiên mà cả thế giới đều biết. Cho nên đôi khi nó tạo ra những cái hiệu ứng gây theo kiểu Sợ hả? nó mang tính mà sợ sệt cho người khác. À, thì Với nó lại là nó sẽ nó còn cái hiệu ứng đám đông chỗ này chỗ nào này, nghe nó rất là nguy hiểm. Đôi khi ví dụ như là nó về cái việc mà nó giật tiếp là câu view rồi một chuyện rồi, nhưng mà cái ảnh hưởng lâu dài của những cái người mà ta đọc những cái thông tin đó mà ta thiếu sự phản biện đó, nó ăn vào cái suy nghĩ mà ta không hay thì những cái hậu quả nó đi theo rất là nhiều. Rồi thêm một số cái trường hợp, ví dụ như là cái đợt mà ở ở Sơn La Hòa Bình gì mà nó gian lận cái kỳ thi tốt nghiệp mà đợt đó đó, thì con nhỏ nó đạt thủ khoa của Đại học Nhân dân Hà Nội, là cái con nhỏ mua điểm mà nó còn tự hào lên trên báo nó tuyên bố là em phải đi học từ 2-3 giờ khuya gì Gian trời nó dối. chơi trẻ gì đâu. Thì anh đọc cái bài báo tôi nói con nhỏ này để mà tôi biết hay là tôi lên dán cái cửa nhà nó, mà láo thì đừng có lên Không tivi. nổi. Đó là sợ sai đó. Lười. Lừa dối. Thì trong siêu lý đó, cái tánh đó là cái tàm cái quý đó, cái biết sợ sai, biết hổ thẹn, hay là cái đó đó. Thì cái xã hội hay con người mà còn biết sợ sai, còn biết hổ thẹn thì còn có thể cứu được. Còn cái xã hội mà không sợ sai, không hổ thẹn luôn, thôi dục bỏ, sao không làm gì được nữa hết. Cái là cái liêm sỉ. Nghe. Sao sao nói đi. Một cái ví dụ điển hình cho cái gì mà anh nói mà sai mà không biết là cái trường hợp mà ngày xưa ở sớm rất là nhiều, đó là mấy cái bà mà làm mai làm mối mấy cô đi chăm được không.
giống như cái rồi vậy đó, nói này nói kia nói lấy đặng nó được nó tùm lum cho mà em nó gặp em quốc câu rồi về, câu rồi về ở đâu dám gặp em có chạy mục tiêu. Bởi vậy em không đi lấy đề chồng Đài Loan đó không? Em coi Việt Nam. Tại vì mình thấy nó hay vô lý. Đây người ta. Mình gặp mấy cái đó mình phải cố gắng là cho cái tính tha mình ra để nó nói nó tạo thành cái vô thích nó vô trong mình hồi nào mình không hay nó mới nguy hiểm. Cái điều sai đó mình nghe ghét nó thành đúng. Bây giờ khi mà như mà quý vị lăn lộn ngoài đời đó là rất là nguy hiểm luôn, sức lực phải rất mạnh mẽ luôn, rất can đảm. Rồi thế là tôi chui rút nhà thôi chắc ăn, đi ngoài đời rồi đó phải cẩn thận, lúc nào cũng phải có cái sự phê phán rất là rõ ràng, nghe được một cái điều gì đó phân định rõ ràng đúng sai tốt xấu nên không nên, chứ không nhiều khi mình nghe ghét mình quen á. Sống trong môi trường ví dụ cái sai đó lặp đi lặp lại, ban đầu mình biết nó sai nha, mình nói sai nữa giờ mình nói hoài cái cũng không có cải thiện gì, cái mình thôi kệ tới một mức nào đó mình thấy nó phải vậy mới đúng, nhưng không vậy là không đúng, cái là từ từ nữa mình nói rồi cái đó là cái chuẩn chung luôn, là coi như là nó đã thâm nhập và tiêm nhiễm vô mình thành nết luôn rồi, nên phải cẩn thận. Ơi quản lý rủi ro, giảm bớt cái rủi ro về cái việc mà tu tiến hả, bị ảnh hưởng tới cái mình. Mục đích cuộc đời mình đó, thì là mình chọn lựa, mà mình chọn lựa là sẽ ảnh hưởng tới cái kinh tế của mình. Dạ có đúng không? Không, thế là tự mình nghĩ vậy thôi. Tại vì con suy nghĩ là khi mà mình làm ăn mình sẽ chọn lọc, nhưng mà nếu mà mình chọn lọc thì đâu có ai mình cũng chơi được. Thì ủa cái... đâu có, mình chọn lọc đúng, không phải ai mình cũng chơi được, nhưng mà cũng không phải là không có ai để mình chơi. Hai cái đó nó khác nhau. Chưa chắc nhiều hơn nó đã tốt, mà chưa chắc ít hơn nó đã xấu, mà chưa chắc ít hơn là nó không phát triển, mà chưa chắc nhiều hơn nó là phát triển. Phát triển hay không phát triển, hay duy trì hay không duy trì, không phải nằm ở chỗ đó, nó nằm ở cái chất của mình chứ không phải nằm ở chỗ đó. Giống như là cái dòng sản phẩm mà em đang bán là sản phẩm cao cấp, là nó sẽ hạn chế nguồn lực. Những cái người nào có tiền với nguồn lực thì khi những người có tiền mà người ta chỉ nghĩ tới chất lượng thì người ta sẽ tìm cái sản phẩm của em. Còn đối với những cái người hợp tác đó, là rất là quan trọng cái người hợp tác luôn, là cái người đó phải nghĩ tới cái lợi ích chung của khó như thế. Mình tại mình không có nhìn thấy những chiến lược xa hơn, ví dụ như mình bán một cái sản phẩm mà cái sản phẩm đó là có tiền mới xài được, không có tiền không xài được, vậy thì bây giờ mình có thêm một cái chiến lược làm sao để cho cái người đó có tiền để họ xài, hiểu không? Đi thêm một bước nữa, vậy thì cái hoạt động về marketing, hoạt động về truyền thông, hoạt động khác đó, chỉ cho người ta cách kiếm tiền. Người ta kiếm được tiền, người ta mua sản phẩm mình ta xài, tại sản phẩm mình tốt mà, thì người ta xài sản phẩm mình là tốt chứ đâu phải là xấu, điều đó là điều chân chánh. Nhưng bây giờ người ta không biết cách kiếm tiền, người ta không có tiền để người ta xài, vậy chẳng lẽ giờ mày chịu cả đời mày nghèo vậy đi, cái đầu óc nó không phát triển được. Vậy mày phải nghĩ làm sao để cho người đó họ giàu lên, họ có tiền họ xài được sản phẩm của mình. Hiểu vấn đề không? Cái tầm nhìn nó khác biệt, nó xa lắm. Mà làm sao bắt đầu mình động não tiếp, làm sao để họ có tiền? Vậy thì phải biết chỉ họ cái cách làm ăn thế nào, chuyển sang một loại hình khác là đầu tư. Như giờ nha, con nói cái ý con hiểu nha. Giả sử cái sản phẩm con bán là sơn bê. Thì để mà tìm được một cái người mà mua được cái sản phẩm này thì tìm tới cái người thầu công trình, tức là con với họ sẽ cùng hợp tác để tạo nên cái lợi nhuận của cả hai, là con đưa cái đội B con vô và họ đưa vô cái đội chồng này.
thì cùng nhau hợp tác để phát triển cái dự án đó, thì họ cũng có lợi mà tôi cũng bán được hàng, cái đó có đúng không? đó đúng trước mắt. Về lâu dài thì sao? Về lâu dài không có cái ông đó phối hợp thì sao? Chết đúng không? Mình lại thuộc ông đó. À, mình lại thuộc ông đó, lỡ ông đó không có thì sao? Hoặc là ông đó ông cơ chơi chỗ khác không chơi mình thì sao? Chết à? Phải nghĩ đến chuyện đó chứ. Mà mình nghĩ đến chuyện đó thì sao? À, vậy là phối hợp này không bền vững. Nhưng mình phải tìm cách khác bền vững. Mặc dù ở trước mắt là như vậy để mình duy trì thì như vậy, nhưng phải có một chiến lược lâu dài. Vậy bây giờ nói với thầy á, cái lâu dài á là cái đầu tư đi, thì đầu tư vào cái gì bây giờ? Chứ sẽ phải lựa chọn, suy nghĩ, xét suy chứ. Chứ đâu phải cái bùm cái mà mình làm cái ào này chết à. Phải đầu tư, phải suy nghĩ, xét sao, lựa chọn. Sự thì chưa có nghĩ tới cái 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 hướng cái, cái đó. hướng đó đi, suy nghĩ đi. Nó đẩy cho mình đi đến một cái hoạt động khác. Bây giờ đó là cái hoạt động ở với góc độ kinh tế, thì đầu tư là cái sướng nhất. Ừ, mà hiệu quả ích lợi lớn nhất, cái đó rất quan trọng luôn á. Nó sẽ tạo thành một cái hệ sinh thái, và khi mà đã tạo thành hệ sinh thái thì tự nó sống, mình cần cần phải chen chân vô nữa. Này trong tài năng thì cái lớp T T 4 T 5 T 4 T 4 T 4 về kỹ năng dùng tiền kiếm tiền, và cái vòng tròn lưu chuyển của tiền, mình nói rất kỹ về cái chuyện đó, xây dựng một cái mô hình vòng tròn khép kín, kín mức độ cơ bản đó nghe, chứ không phải là kín kín tuyệt đối. Ở trong đó vòng tròn tiền nó tự xoay chuyển trong đó. Ở trong cái hệ thống đó tiền nó không có đi ra. Là Suy ngẫm thêm nữa. như vậy thì mình cần phải phát đầu tư cái gì để tạo thành một cái hệ thống đó. Từ mình phải có cái ý niệm trong đầu mình trước, rồi sau đó mình mới đi thực tế hóa từ từ nó. Ý niệm mà mình không có nữa thì không có làm được. Hiểu chưa? Thì lúc này nó ổn định thì không có lệ thuộc ông nào hết trơn. Hệ thống đó sử dụng cái đó chất lượng. Nó tự chạy. Hồi lúc này đó thời gian tu tập. Thời gian tu tập. Cái vòng tròn. Vòng tròn Ừ. mình đưa vô nữa, Rồi nó tự nó vận hành rồi cho mình bước ra, mày ở trong nó làm gì? mình chỉ kịp mình Mà chỉ chiến họ nhòm ngó nó thôi. Thì tôi đi theo cái hướng xây dựng cái mô hình làng tỉnh thức cũng vậy. Tất cả những cái công việc này kia kia nọ thì làm gì để làm gì, để cho mấy đứa nó sau này đứa nào nó thích cái nào rồi giao gì cho nó làm. Thì nó tạo thành một cái vòng tròn, mình về lo cho cái sự tu tập của mình. À, nó làm gì đó nó làm. Thì mình phải kiến tạo một cái vòng tròn đó cho nó. Thì cái nào đó khi mà mình suy nghĩ thì mình sẽ luôn luôn có cách. Cho nên là trước những cái vấn đề trong cuộc sống mình đừng có từ chối. Đầu tiên mà mình nói say no cái là coi như là mình cục đường, chứ không còn có đường nào để tư duy, để động não, để tìm ra nữa hết á. Mình cứ đi tiếp, cứ đi tiếp. Có khi con đó, con khi mà con đi vào cái viện con nhìn thấy ok đường này đường này đường nào cũng hướng đi hết, nhưng mà khi mà con suy nghĩ một cái hướng khác, ủa sao đường nào cũng cục chứ nhỉ, nó lại vậy đó. Thì khi mà mình làm mình sẽ gặp những cái rủi ro, những cái bất trắc kiểu như vậy, thì mình đặt ra cái câu hỏi là gì, làm sao để giải quyết nó.
nay ta gặp những cái khó khăn như vậy ta giải quyết nó sao đây, tìm cái cách để giải quyết nó chứ không phải là ngồi đó buồn rầu than trách. Trên con đường tu tập cũng vậy, trên con đường tu tập đây, cái này hôm qua mới học, hôm qua thầy mới nói xong, hôm nay mình lại đụng đúng sai đúng chỗ hôm qua mới học, ở cái ngồi buồn, buồn đâu có hết đâu giải quyết được, ngồi rầu trách móc than thở đâu giải quyết được. Không, mình xử lý như sao, mình giải quyết nó sao, tìm cách để vượt qua nó, tìm cách để xử lý nó, tìm cách để giải quyết nó. Thì cái tâm thế đó là cái tâm thế nó khác biệt hoàn toàn, cái tâm thế là chủ động chứ không phải là bị động. Sống phải chủ động, tu tiến phải chủ động, không có chờ, chờ là ăn cơm nguội, không không ăn cơm nóng được. Đúng rồi, đúng rồi. À. Kể cả rất là nhiều người, kể cả mẹ con cũng khuyên con là trong các người của dịch bệnh này nên ngưng hết tất cả các hoạt động, nhưng mà con nói không, hoạt động cứ tiếp theo. Con marketing online, quảng cáo nó trên cái nền tảng mạng xã hội xong, cái marketing offline là con không thuê người mà con tuyển cộng tác viên là người ta làm dựa trên doanh thu của người ta, con đâu có trả lương, người ta không làm người ta không có doanh thu, người ta sẽ đi đặt những cái ký ký gửi để tạo một cái hiệu ứng là đi đâu cũng gặp hết, đi đâu cũng gặp sản phẩm của con hết, thì vừa có đây vừa có trên, nhưng mà thời điểm này lại là thời điểm thuận lợi để mình làm cái điều đó. Tại vì cộng tác viên người ta vẫn đồng ý làm cộng tác viên, thì đương nhiên người ta hiểu là dịch bệnh này không ai mà thuê hết trơn á, người ta vẫn làm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chi phí mà bên bên thuế đó, nó Đâu không có phát siết sinh. chặt, nó không có phát sinh lúc này, cái con cảm thấy đó cũng là một cái Cái thời cơ. ưu điểm. Dạ, cái thêm một cái nữa là cái vấn đề mà sơn sơn sắt nó đã gãy rồi mà sơn bê nó chen vô, là người ta, những cái người mà kinh doanh cái dòng sơn sắt lúc trước, người ta khao khát được một sản phẩm mới nhưng mà người ta không biết sản phẩm nào hết, mình đưa vô người ta chụp liền. Cái đó con thấy là ban đầu mình nghĩ dịch là một cái rủi ro cho mình, nhưng mà sau đó con mới nhìn lại nó là một cái thuận lợi để mình giảm cái chi phí, mình về tối thiểu cái thời buổi này chỉ là tạo cái nền tảng thôi, có thể không bán được hàng nhưng mà sau dịch lại á Yeah, mình, thị trường là độc quyền. đúng rồi, thị trường của mình là đặc quyền. À, lúc nào nó cũng vậy hết. Kinh tế thì ra nó không có khó. Làm kinh tế không có khó. Làm giáo dục nó mới khó. Bởi vì đôi khi con ra con làm con thấy ủa sao mọi thứ nó cũng con làm cũng được, cái con nghi ngờ đó, con không biết mình làm Làm gì kinh cho đúng tế á. nó không có khó, cái đầu óc có tính toán một xíu là làm được hả? À. Nó là sản phẩm nhìn thấy được bằng mắt, nó dễ. Còn sản phẩm mà không nhìn thấy được bằng mắt, không cân đong đo đếm được, nó mới khó. Ừ, giáo dục mà, giáo dục có lúc nào nó cũng vậy hết. Cho nên nó giáo dục, giáo dục mà muốn ở Việt Nam mà muốn phát triển, mà phát triển ok ổn là tầm có 10 năm nữa. Tầm có 10 năm nữa, lúc này cái lượng dân số người ta có trí thức á, nó đông lên. Lúc này người ta mới thật sự là quan tâm giáo dục. Còn bây giờ á, là người ta còn quan tâm cái bụng người ta nhiều hơn. Có ăn trước đã. Rồi có rồi thì sao? Ăn cho phì lên, đã. Chưa nghĩ đến cái đầu. Thì tầm 10 năm, mười mấy năm nữa thì bắt đầu tới đó cái người ta mới thấy thực trạng là ung thư từ lưa, bệnh người ngu, người đần độn rồi đó. Bây giờ bắt đầu nó có rồi. Bây giờ bắt đầu nó chớm lên này, tùm lum hết trơn rồi. Nó tầm 10 năm nữa cái bắt đầu người ta mới chờ giáo dục phải dạy. Dạo rồi. Để nó phá sao? Phải dạy nó khôn. Tới đó là tới giáo dục. Nó tới cái thời của mấy đứa nhỏ 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 này nè. À, cái thời đó. Giờ đặt nền móng cho nó để tới sau này nó biết nó làm gì. Có thể nhìn bây giờ thấy nó không có kết quả nhiều nhưng mà nó lại là một cái bước đệm đó thầy, để mai sau đó, người ta bung lên cái là người ta Trước đi. là người ta có một cái đường hướng riêng, một cái giá trị chân chánh thì người ta phát triển là nó dễ. Lúc nào cũng vậy hết, cái gì mà nó quá mới thì nó thống trị thị trường nhưng mà không ai tiếp nhận nó. Thì có ai biết thì nó đâu mà tiếp nhận. Chuyện đó là chuyện bình thường. Ra cái mà marketing offline online là con dựa vào thâm tâm thẳng của thầy, là cái gì nhìn nhiều sẽ trở thành thói quen, khi Đúng mà rồi. mình lỡ mình giới thiệu người ta một cái mà người ta quen thuộc, người ta rất là dễ đi vào. Con không có dựa vào kinh tế là gì, cho con đâu học kinh tế là con biết, con dựa vào thâm tâm thẳng, cái tâm lý học đó.
thì cái bản bản chất của chuyện bán hàng là đụng tới người, mà đụng tới người là sẽ tâm lý và phân tâm, thì nó dính tới đó thôi. Cho nên mình học triết học này, mình học tâm học này là nó đủ rồi, bốn trụ cột kiến thức là đủ rồi, là xài là xịn sò. Những vấn đề nào mà trong xã hội có tính ứng dụng thì dính hết, không chạy được đâu thoát. Ok, còn gì hỏi nữa không? Cái gì cứ hỏi. Chút xíu nữa là học sẽ có phần trả bài. Rồi thôi, không có gì nữa thì nghỉ. Ok, vậy thôi hôm nay mình tạm thời mình kết thúc ở đây. Hẹn tuần sau mình tiếp tục. Tuần sau sẽ nhiều vấn đề hơn về chỗ đức khiêm hạ, phải cẩn thận nhiều thứ. Ok, bye bye. Rồi bye bye quý vị, chúc quý vị nhiều sự ích lợi cho nguyên một cái tuần. Còn quý vị nào mà học tiếp á, thì chờ xíu ha. Mình vẫn duy trì cái link này.